Cruzado walk là một gốc thật sự về cơ bản nó giống y hệt tất cả các dáng chúng ta đã học. Ok, nó yêu cầu thứ nhất trong bước tư thế xuất phát là trọng tâm mình ở 50-50. Rồi phần hông chúng ta treo lên, từ dưới chân đi lên người mình trụ thẳng chéo. Đây là điều quan trọng nhất. Ok, nguyên tắc thứ hai đi qua chân trụ thì chúng ta cũng vậy mà, chúng ta cũng phải đi qua chân trụ là hai chân phải dẹp, phải kiếm, tật thẳng. Đó, và chân còn lại chỉ việc dẹp, trượt nhẹ trên mặt sàn và sau đó chúng ta rồi trọng tâm xuống lại 50-50. Các bạn lưu ý này, gối chúng ta đang lỏng xuống chứ chúng ta không được trùng gối xuống, chúng ta không đi trùng và chúng ta lúc nào dùng cái đi qua chân trụ cũng là dẹp, là lỏng. Rồi, nguyên tắc thứ ba vô cùng quan trọng của cái di chuyển đấy là cái lúc qua chân trụ ấy. Nếu qua chân trụ ấy, chúng ta cảm giác phải giật cái gối ra đằng sau chứ chúng ta không giật thẳng, tại vì giật thẳng rất khó đứng cân bằng về phía trước ở thời điểm này, mà hãy cố gắng giật thẳng gối ra đằng sau rồi bắt đầu mới trượt duỗi thẳng chân về phía trước. Thì lúc này chúng ta chỉ việc trượt nhẹ cái người lên, không được trượt chân lên, trượt chân là sẽ bị kéo bụng, mà giữ dáng như này để chúng ta trượt nhẹ cái người lên phía trước và bao giờ cảm thấy hết lực căng cái trục này nó chéo rồi thì chúng ta lỏng gối, được chưa? Rất là dễ. Tiếp tục đi qua trục thế vì chúng ta muốn đi chúng ta hơi nhấn xuống một chút rồi bắt đầu lại giật gối qua trục. Rồi giật tiếp, rồi là muốn đi chỉ việc dướn trục một chút nữa, dướn bắt đầu cảm giác cái trục này nó chéo là lỏng gối, đúng không? Nguyên tắc rất là cơ bản quan trọng. Chỉ có vậy thôi. Và quan trọng điều cuối cùng nữa là lúc đi qua chân trụ ấy, chúng ta chỉ có cái này phải rút sát lên, rút sát phần eo, phần hông của chúng ta để giữ được cái dáng này và trọng tâm 50-50, lỏng.